Hằng ngày giới giải trí, không hệ thống vi hoa khôi trường, thức ăn cho chó, chậm nóng, trăm triệu lần không nghĩ tới, không phải nổi tiếng ca sĩ Chu Tri Phi, lại xuyên qua đến địa tinh. Vừa mới từ đại học ký túc xá tỉnh lại, hắn liền thấy được chính mình kia nổ tung liếm chó nhật ký. Liếm chó không được house, nằm trung đội ấm áp ở phía sau chó. Ngươi rốt cuộc là có ý gì, rõ ràng là ngươi theo đuổi ta trước, dựa vào cái gì nói không theo đuổi liền không theo đuổi. Chu Tri Phi, vậy ngươi có nghĩ tới không, chúng ta bốn năm này tốt đẹp thời gian rốt cuộc tính là cái gì? Coi như ta xui xẻo đi. Trong túi không có mấy người, trong đầu đều là tiền 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 chu tri phi, làm sao còn có thời gian cùng tiểu nữ sinh đi chơi trò chơi lôi kéo cực hạn. Khi hắn không bám được phú bà, phát hiện mình giống như chỉ có thể làm lại nghề cũ. Chương 1 Liếm chó, nhật ký Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Phụ từ tử hiếu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Nhân gian đáng giá, tương lai có hy vọng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Mong muốn đơn phương trả giá, chỉ có thể xúc động chính mình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Khi tỉnh mộng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Bản quyền đăng ký. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Hắn làm sao dám đó A. À? bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Một chút thực xui xẻo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Xa là đường thẳng song song. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Trang người đúng đắn gì? bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test